Hi, mình xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình nấu một món, đó là món canh chua cá hú và cá hú kho. Con cá hú thì mình mua rất là ngon nè cả nhà. Bên mình thì vẫn còn đang giãn cách xã hội nè cả nhà, cho nên là mình không có thể đi ra ngoài để quay các địa điểm để cho cả nhà xem nữa. Bây giờ quay về căn bếp và làm đồ ăn thôi. Hôm nay đi chợ mình có mua được một con cá hú rất là ngon nè cả nhà. Cá hú này thì mình thấy nó cũng giống như con cá tra hoặc là cá ba sa, thuộc loại cá da trơn nè. Mình lấy vài khứa ra ướp trước để một lát cho nó thấm, rồi khi nấu canh chua xong á thì mình sẽ kho. Mình ướp vào đó là một ít muối, tiêu, đường và hạt nêm và một ít nước mắm, hành lá. Không biết ở đây có bạn nào giống mình không ta? Mình nấu canh chua thường là mình sẽ bắt dầu ăn lên và mình sẽ tao cà chua đó cho nó vàng lên và nó thơm. Còn ở dưới quê mẹ mình nấu là nấu nước sôi lên thì bỏ cá vào rồi nêm nếm bỏ rau vào, vậy là xong rồi. Còn bây giờ mình đi làm xa, mình tự nấu ăn, mình nấu theo cách mình thích rồi không biết giống ai luôn. Nhưng mà thấy làm vậy thì nó ngon, nó thơm lắm nè cả nhà. Ăn nó kiểu giống như lẩu, lẩu cá ngát nè, rồi lẩu cá bóp nữa. Nhưng mà thấy người ta có bỏ khóm vào nữa, nhưng mà mình không có khóm, mình chỉ có cà chua thôi. Lúc này cà của mình nó cũng vàng rồi nè. Cái màu của nó rất là đẹp, giống như là màu điều vậy đó. Mình cho nước sôi vào, và nước sôi lại một lần nữa thì mình sẽ bỏ cá vào nha cả nhà. Thịt và mỡ của con cá này nó trắng tinh nè cả nhà. Nó nhìn nó vậy chứ nó béo dữ lắm. Mình thì cũng không biết phân biệt con cá hú này với cá tra và cá ba sa như thế nào nữa. Tại vì nhìn thấy cái con cá nhìn nó y chang nhau à. Nhìn thì không biết, nhưng mà đến khúc ăn á, thì mùi vị của nó là mình biết, mình phân biệt được ngay. Cả nhà ơi, có ai giống mình không? Mình vẫn chưa được ăn con cá ba sa, mình chỉ ăn bộ xương của nó thôi. Hồi nhỏ nhớ mỗi lần mà mẹ đi chợ hay mua cái bộ xương về để nấu canh chua đó. Nó trong xương của nó thì nó có dính lại thịt. Nghe nói là cá ba sa người ta phi lê hai bên thịt để xuất khẩu hết rồi, chỉ còn lại phần một chút xíu đuôi và bộ xương. Canh chua thì thường mình sẽ nấu bằng me. Còn nhớ lại hồi nhỏ lúc ở nhà, nhà mình có trồng một cái cây me mà nó chưa có trái. Cái mẹ mình hay kêu mình ra hái cái đọt me non á để nấu canh chua cũng ngon, cũng thanh ngọt lắm. Còn cha mình thì nấu bằng trái xoài xanh đó cả nhà, thấy độc đáo chưa? Cha kêu mình đi ra ngoài hái một cái trái xoài xanh vô, rồi cha chẻ ra làm đôi, cái bỏ vào nước sôi một chút xíu, cái trái xoài xanh nó mềm lại, nó có nó như là bột vậy đó cả nhà. Cái cạo ba nạo ra bỏ vào nước sôi một lát rồi cũng có một nồi canh chua ngon lành. Nhà của bạn mình có trồng cà na, nó cũng lấy cà na để nấu canh chua được luôn. Cả nhà thấy có lạ không? Rồi trái bần, chanh, rồi còn cơm mẻ nữa. Nhắc tới cơm mẻ thì mình lại nhớ cái nồi canh chua cơm mẻ bắp chuối với lương của cha mình nấu á. Trời, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Ở vậy miền Tây mình rất là đa dạng, cái gì mà chua thì cũng có thể nấu canh chua được hết. Còn cả nhà thường nấu canh chua với gì? Comment ở bên dưới cho mình biết với nha. Mấy món ăn hàng ngày á, mình nêm một hai lần là có thể vừa miệng rồi. Còn đối với canh chua á, mình nêm ít nhất cũng 6-7 lần mới có thể vừa miệng á cả nhà. Mình nêm hoài, nêm đi, nêm lại á, xem nó có vừa miệng chưa. Một lúc á, thì chua quá, còn một chút á, thì ngọt quá. Cứ thêm vào, đến khi nào vừa miệng thôi, gần hồi cũng khoảng 7-8 lần như vậy á. Mình thường nêm vào canh chua là có đường và hạt nêm á cả nhà với nước mắm. Tại vì mình không có ăn bột ngọt. Cả nhà còn những bạn mà người miền Bắc á, mình đi làm chung nè, mấy bạn nó nói mình nấu canh chua mà bỏ đường vô á, mấy bạn nó ăn không có được. Tại vì mình là người miền Tây mà, người miền Tây mình thì ăn canh chua là phải có đường, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn ha cả nhà ha. Cá chín rồi, bây giờ mình bỏ rau vô. Bạn nào mà ăn được ớt á thì mình để vào nha. Mình á thì ăn dở lắm nhưng mà khoái cái mùi thơm, cho nên là món nào thường là mình sẽ để ớt vô hết. Không biết bên đất liền chỗ của các bạn á, cá nước ngọt có mắc không ha. Nhưng mà bên mình á, là xứ biển thì cá biển lại rẻ, còn cá nước ngọt á, thì lại mắc. Cá nước ngọt như là cá lóc, cá tra, cá rô thì mình thấy á, giá cũng tầm khoảng 70-80 ngàn một ký. Cá điêu hồng nữa. Còn cá biển á, thì có loại là 30 ngàn, 25 ngàn như là cá sòng. Cá sòng có khoảng 35 ngàn ký à. Còn cá bạc má thì 60. Cá nục nữa cũng rẻ lắm.
Mình ở ngoài này riết rồi mình chỉ ăn cá biển thôi cả nhà. Lâu lâu á thì mình mới mua cá lóc về, là cá lóc mình nấu canh cải ngọt nè. Rồi hôm nay thì mình mua cá hú về nấu canh chua. Thịt của nó thơm với béo hơn cá tra của mình nữa đó cả nhà. Do mình có tao cà lên cho nên là cái màu nước canh của mình á nó rất là giống lẩu cả nhà ơi. Hôm nay thì mình ăn với bún chứ không có ăn cơm. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Nếu thích video, cả nhà tặng cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh nha cả nhà. Bye bye cả nhà.